Lan Rừng Chu Thảo xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay ngày mới ngày 20 tháng 8 2018 và cho phép em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Em là Chu Thảo, em chuyên cung cấp các giống hoa lan rừng ở trên Cao Bằng. Với số điện thoại của em, cả nhà mua hàng vui lòng nhắn tin vào số điện thoại 0965495087, bao gồm là họ, tên và số lượng lan mình muốn lấy là được ạ. Đầu tiên em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là vẩy rồng Bắc của gia đình em đấy ạ. Vẩy rồng Bắc sáng hôm nay vừa mới về hàng, rất là tươi luôn ạ. Đây gọi là vẩy rồng thanh niên nhá. Vậy dòng thanh niên này chúng ta trồng một vài tháng thôi thì nó sẽ cho chúng ta rất nhiều thân tơ này. Đó, cho chúng ta rất nhiều thân tơ và nó sẽ liên kết với nhau tạo thành một cái mạng rất là to. Đó, và nó rất là khỏe nữa. Và gia đình em bán phiên ngày hôm nay là 150.000 một cân ạ. Và tiếp theo là phi đỉa vàng, em có khoảng 10 cân phi đỉa vàng dành cho 10 cô chú anh chị ạ. Phi đỉa vàng nhà em bán là 150.000 một cân. Hàng thì cả nhà cũng có thể nhìn thấy này. Đó, nó rất là xanh mướt và nó cũng có cây nào nó có nụ và có cây thì nó chưa có nụ. Đó. Đó, nó sẽ xen lẫn nhau nhá, nhà em đóng hàng sẽ xen lẫn nhau. 150.000 một cân ạ. Hoa của nó là màu vàng, họng nhung rất là xinh. Và tiếp theo em giới thiệu đến cả nhà đây chính là kiều tím ạ. Kiều tím thì gia đình em bán với giá là 300.000 một cân. Hàng kiều tím hôm nay hàng về rất tươi ạ. Và có những cái rề cũng rất là to nữa. Thì cô chú anh chị nào muốn mua hàng rề thì cứ liên hệ với em. Hoặc là mua hàng nhỏ nhỏ để chúng ta trồng vào giỏ thì cũng được nhé. Gia đình em bán 300.000 một cân thôi. Và tiếp theo đây hôm nay có khoảng 7 cân kim điệp xuân, hàng rất tươi luôn. Đây ạ. Kim điệp xuân gia đình em bán phiên ngày hôm nay em bán 200.000 một cân ạ. Hàng rất đẹp luôn ạ, hoa nó màu vàng. Và Việt Nam mình là mấy quốc gia rất ưa chuộng màu vàng đúng không ạ? Màu vàng tượng trưng cho sự sum họp, cho sự bình yên và cho sự thịnh vượng nữa này. Đó. Và nhà em thì có khoảng tầm 3 cân hạc vĩ bắc ạ. Đó, hạc vĩ bắc tại vì là nhà em thì không kiểm soát được số lượng này, vì dân người ta lấy đến bao nhiêu thì nhà em vẫn cứ bán bằng đấy thôi ấy. Nên là cũng không biết là hôm nào có nhiều hàng nữa. Thì hạc vĩ bắc thì có khoảng tầm hơn 1 cân. Đó, hơn 1 cân thì em bán 300.000 một cân. Và trên đây là giáng hương tam bảo sắc đấy ạ. Giáng hương tam bảo sắc phiên ngày hôm nay em bán là 280.000 một cân ạ. Đây ạ. Vừa mới về thêm lô mới này. Rất là xinh luôn, rất là tươi luôn đúng không ạ? Và em lại xin giới thiệu đến cả nhà này. Đây chính là kiều hồng. Kiều hồng rất là đẹp đúng không ạ? Thân nó ngắn ngắn xinh xinh. Hôm qua thì em không quay hàng được bởi vì cái sức khỏe của em không được đảm bảo. Nên là em rất là mong là hôm nay thì cô chú anh chị sẽ đặt hàng để ủng hộ em nhé. Dạ, kiều hồng em bán là 300.000 một cân ạ. Hầu như là đã thất ngọn hết rồi đấy ạ. Đã thất ngọn hết rồi. Đó. Dạ, đã thất ngọn hết rồi. 300.000 một cân ạ. Đây là hoàng thảo ngũ tinh hay còn gọi là hoàng thảo u lồi này. Đây là cái dòng hoa lan được xếp vào là một trong những cái hoa có mặt bông xinh nhất nhất đấy ạ. Đó thì hoàng thảo u lồi phiên ngày hôm nay em bán là 450.000 một cân đấy ạ. Đó, hàng rất là tươi nhá cả nhà nhá. Rất là xinh luôn đúng không ạ? Và hôm nay thì cũng không có nhiều đâu ạ, dân người ta lấy đến nhà thảo chỉ có khoảng tầm 8 cân dành cho 8 cô chú anh chị thôi nhá. Đây chính là ý ngọc của gia đình em ạ, em bán 250.000 một cân ý ngọc đấy ạ. Rất là tươi đúng không ạ? Đây ạ, hoàng thảo ý ngọc, hoa của nó rất là xinh. Khi mà nó nở vào thì chúng ta cảm thấy cái bông hoa đấy rất là thư giãn. Và người ta đặt cho cái loài hoa này đó là nàng công chúa ngọc ngà. Tức là cái bông hoa của nó rất là tinh khiết luôn ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn có khoảng tầm 2 cân dành cho hai cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn gia đình em bán là 250.000 một cân ạ. Môi tua hôm nay lại được thêm một cái lô mới. Nhưng mà dân người ta lấy đến thì là được ít quá. Được có khoảng tầm 5 cân dành cho 5 cô chú anh chị thôi ạ. Hoàng thảo môi tua gia đình em bán 200.000 một cân thôi. Thì cái hoàng thảo môi tua này cả nhà có nhìn thấy rất là xinh đúng không ạ? Nó thân ngắn, nó rất là đẹp. Khi mà kể cả chúng ta trồng vào chậu hay là chúng ta trồng vào giỏ thì hoặc là chúng ta ghép thì nó đều xinh hết. Đây ạ. Tiếp theo em giới thiệu đến cả nhà là giáng hương đuôi cáo đấy ạ. Giáng hương đuôi cáo em vẫn bán là 170.000 một cân nhá. Hàng rất là đẹp và rất là tươi luôn. Và cả nhà có thể nhìn thấy là hàng cáo thì mùa này cũng không có nhiều đâu ạ. Hàng cáo mùa này không có nhiều bởi vì dân người ta đi bẻ bắp lẫn là đi làm ruộng rất là nhiều nên là không có tìm được nhiều.
Đó. Thì cô chú anh chị nào yêu thích cái loài hoa này thì hãy liên hệ với em nhé. Hoa của nó nở vào dịp từ tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch hàng năm. Và hoa của nó là màu tím trắng rất là xinh. Và em có một cái cúc nguyên bản đấy ạ. Cúc nguyên bản gồm có một mẹ này, gồm có ba con nữa. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Nguyên bản từ rừng về nhá. Em bán là 350.000 thôi ạ. Hàng rất là xinh luôn, mọi người chỉ cần một là cho vào giỏ hoặc là treo lên luôn được, mọi người làm như này treo lên luôn được. Đó. Và đây là long nhãn này. Long nhãn gia đình em bán là mỗi bó là 150.000 một bó này. Đấy ạ. Rất là xinh luôn, hoa của nó cũng là màu vàng. Và hôm nay thì chỉ có 6 bó dành cho 6 cô chú anh chị thôi ạ. Đây là cái rể phi địa vàng. Giò này hôm nay gia đình em vừa mới ghép vào giớn đây này. Đó, cái thân thòng nó xuống rất xinh nó vừa mới ghép xong treo lên luôn. Đó. Và tiếp theo em giới thiệu đến cả nhà luôn này. Đây chính là những cái giò thanh đạm sữa của gia đình em. Cả nhà có thể nhìn thấy là thanh đạm sữa nhà em đã thuần được hơn 2 năm rồi ạ. Rất là xanh tươi. Và em bán mỗi chậu từ 400 cho đến 500 nghìn. Ví dụ như là chậu em đang cầm ở trên tay này là 450 nghìn này. Hàng rất là xinh và rất là tươi luôn ạ. Khi mà đến mùa hoa thì nó sẽ trổ rất là nhiều luôn đấy. Đó, và em chỉ lấy một giò xuống trước thôi, còn lại là em chỉ cô chú anh chị nào muốn lấy giò bao nhiêu tiền thì hãy cứ nhắn tin cho em nhé. Và những cái giò chuỗi ngọc gia đình em bán từ 650.000 cho đến hơn 1 triệu thì cô chú anh chị muốn lấy giò bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin cho em ạ. Và có cả kiều vàng là từ 750.000 cho đến hơn 1 triệu cũng có nhá. Khi mà chúng ta muốn lấy những cái chậu to thì nó cũng có. Và cô chú anh chị nào muốn lấy thì có thể là inbox vào Zalo để em gửi hình cho, hoặc là chọn thì em sẽ gửi cho với cô chú anh chị với những cái giò lan mà tương ứng với cái số tiền đấy á. Và đây là những cái giò sơn thủy tiên của gia đình em ạ, mắt đen đấy ạ. Cái dòng này thì rất là nở rất là đẹp, hoa của nó là hoa màu vàng họng đen rất là đẹp luôn. Đó. Nhà em bán giò từ 700.000 trở lên này. Và đặc biệt là cái chuỗi ngọc thì không phải là ai cũng trồng được đâu ạ. Rất nhiều cô chú anh chị nói với Thảo rằng là không, họ không trồng được cái dòng này, và rất là nhiều cô chú anh chị đã mua hàng thuần của em. Và bây giờ khi mà chúng ta trồng đấy ạ thì đến lúc nó nở hoa thì nó sẽ kích thích, nó sẽ thích nghi được với cái môi trường rồi thì nó sẽ nở hoa cho chúng ta những cái bông hoa rất là đẹp, rất là xinh. Và tất cả những cái loài hoa này thì em bán thì nó đều chưa nở hoa nhá, để là tạo điều kiện cho cô chú anh chị làm quen cho họ, cho những cái cây hoa lan làm quen với cái môi trường của gia đình mình đã. Đó. Và ngoài ra thì gia đình em còn có những cái giò hài dâu nữa này. Đó, hài dâu thì em bán từ 400 cho đến 550 nghìn một giò này. Đây ạ, đây là hài dâu rất là xinh đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn, đây còn hình một hình trái tim ở trong này nữa này. Và hình rất giống một đôi dép đúng không ạ? Đối với hai vòi hoa thì em bán là 450 nghìn này. Ba vòi hoa em bán từ 500 cho đến 550. Đó, cả nhà có nhìn thấy hàng rất là đẹp đúng không ạ? Đã thuần được hơn 2 năm rồi đấy ạ. Và hoa này một cái ưu điểm đó chính là nở được hơn 2 tháng ạ, nở rất là bền luôn. Đó. Và ngoài ra thì gia đình em còn có những cái giò cáo thuần giá từ 400 cho đến hơn 1 triệu cũng có, những cái giò to ấy ạ. Thì cả nhà muốn lấy giò ghép vào gỗ hay là trồng vào chậu thì cứ thể có nhắn tin cho em thì em sẽ chụp hình cho cả nhà xem nhá. Và thì bây giờ em sẽ kết thúc video đi ạ. Cô chú anh chị đăng ký kênh của em để cho khi mỗi lần em đăng những cái video hay về lan và chia sẻ về lan thì cả nhà sẽ nhận được thông báo, và mọi người chỉ cần có việc là kích vào link thôi là mọi người có thể xem được rồi, thì sẽ không cần phải gõ theo cái gõ là lan rừng Chu Thảo nữa, mà chúng ta có thể ấn vào và chúng ta xem luôn. Và mỗi video thì em làm chỉ có vài phút thôi nên là sẽ không mất nhiều thời gian của cô chú anh chị đâu ạ. Đó. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây. Em xin chúc một lần nữa cô chú anh chị và các bạn đang xem video có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.